Hai chào cả nhà, thì hôm nay ngày mai là lễ Christmas rồi, thì hôm nay mình đi vô cửa hàng quần áo để mình định mua một bộ đồ con thường lập cho con của mình á, thì mấy bạn đi theo mình nha. Wow. Bạn thấy không? Thì nãy giờ mình cũng quên đó, là mình hiện tại mình đang đi là chỗ cửa hàng này á, khu shopping này á, tên là JC Penney. Thì trong đây á, thì người ta chỉ chuyên bán những quần áo, giày dép và một số đồ trong nội thất trong nhà thôi. Người ta không bán ví dụ như rau quả thịt, người ta không bán những cái đồ ăn. Thì mình vô đây á, chủ yếu là mình sẽ đi mua những cái món quà để mình tặng cho ngày mai. Tại vì ngày mai á, thì bên Mỹ á, thường thường gia đình người ta sẽ họp mặt lại với nhau và tặng cho nhau những cái món quà ý nghĩa. Đó là một cái truyền thống của Mỹ. Thì hôm nay mình đi vô cửa hàng này để mình mua, thứ nhất là mua một cái bộ đồ cho con của mình, một bộ đồ giống trang con thú này nọ cho nó mặc cho nó dễ thương. Thứ hai mình sẽ chọn những cái món quần áo hợp với những cái người mà mình muốn tặng để ngày mai mình đi tới đó để mình có một cuộc họp gia đình, những anh chị cô chú bác. Mấy bạn thấy không, trong những cửa hàng này bạn đi đa số dịp cuối năm á, bạn vô những cái chỗ mua sắm nào bạn cũng thấy người ta để giảm giá 40%, 50%, còn chọn coi nhiều chỗ nhiều hơn nữa. Thì hiện tại bây giờ trong cái khu shopping này á, thì đồ về Christmas rất là nhiều. Bộ đồ này là bộ đồ con tuần lộc, thì mình mua bộ đồ này cho con của mình thì giá tầm 37 đô, rất là dễ thương mà các bạn. Các bạn thấy khu mà trang trí của nó nhìn rất là đẹp, bán đầy đủ những cái đồ trang trí, giá cũng rất là cao nha các bạn. Những cái trái châu mà nhỏ nhỏ vậy thôi cũng mười mấy đô, hai mấy đô. Ở Việt Nam mình thì mình nghĩ chắc nó sẽ rẻ hơn nhiều. Tại bên Mỹ này những cái đồ mà làm đẹp, trang trí á, giá nó sẽ rất là cao. Thì mình cũng nói các bạn ở những video clip rồi á, thì video của mình á, thì làm về đời sống ở cuộc sống ở Mỹ á, thì mình chỉ quay những cái cảnh mà xung quanh nhà mình gần mình nhất, mình sẽ quay cho các bạn xem trước. Tại vì với lại cũng là mùa đông á, mình không thể mà đi ra ngoài đường mình quay cảnh thiên nhiên, quay những cái cảnh đẹp cho các bạn xem được. Thì mình chỉ có thể vô những cái khu shopping, vô những khu ăn uống, rồi quay những cái cảnh mà lễ hội cho các bạn xem ở trong nhà thôi. Còn bắt đầu mùa hè á, thì vài tháng nữa thì mình sẽ quay cho bạn xem những cái cảnh ở ngoài. Thì nước Mỹ này rất là lớn các bạn, thì nhiều cảnh đẹp.
nhiều cảnh mình thấy rất là đẹp. Thì cuối năm quần chỉ có 9 đô thôi, mình cái quần chỉ có 9 đô đó, mấy bạn thấy không, giá sale rất là nhiều. Quần một cái quần jean là khoảng 30 đô. Đấy, hiệu này cũng nổi tiếng, giá cũng sale rồi mà cũng còn 35 đô các bạn, giá rất là cao. Một cái áo hoodie nữa là cái giống như là cái áo áo gió áo áo gió áo phông gió ở ngoài á, thì nó cũng 50 đô các bạn. Áo jean thì 35 đô. Thì trong cái khu mua sắm này á, mình thấy đa số là người người Mỹ trắng á, đi những cái khu này nhiều, tại vì trong đây nó không có xô bồ các bạn, nó rất là yên tĩnh, vô đây rất là thoải mái để lựa đồ, đồ thì rất là nhiều. Mình đi nãy giờ mà mình chưa có tìm được những cái món mà mình cần các bạn, mới mua được cái cho con mình cái bộ đồ con tuần lộc mà hồi nãy bạn coi á, tại vì hôm nay cũng cận ngày rồi, ngày mai nữa thôi là bên đây mình có tiệc rồi, thì sẵn tiện mình đi vô đây mình quay một chút thôi cho các bạn tham quan. Bên quầy áo sơ mi á bạn, đó một cái áo sơ mi có cái đầy đủ luôn là 20 đô. Có cái dịp là nào mà trọng đại thì bên đây người Mỹ họ hay mặc áo sơ mi rồi áo vest đó các bạn. Đó các bạn thấy không, đó áo vest bên đây người ta mặc rất là nhiều, người ta may may sẵn không, mình chỉ vô đó là mình ướm mình lựa, mình lựa coi coi mặc vô có vừa hay không, nếu vừa thì mua thôi, chứ ở bên đây người ta không có thời gian mà để người ta đi may. Bây giờ mình qua bên phần giày dép, thì trong đây người ta cũng không có chuyên giày nữa các bạn, thì chỉ có một số mẫu mã phổ biến thôi, một số mẫu mã phổ biến về giày thôi, mình thấy cũng ok thôi chứ không có đẹp cho lắm, tại vì khu này người ta chắc chuyên là về quần áo là nhiều, rất là nhiều quần áo, mà khu giày thì chỉ có một chút xíu thôi, nên mình cũng không có lựa được đôi giày nào mà ưng ý. Mùa này là ở bên ngoài rất là lạnh nha các bạn, nhưng mà đặc biệt năm nay là mình thấy là ngày ngày lễ Christmas á, năm nay á, thì không có tuyết, rất là đặc biệt. Mình qua Mỹ 5 năm rồi nhưng mà năm nay á, là mình thấy là năm rất là đặc biệt, tại vì khách của mình á, ai cũng tới ai cũng nói là năm nay rất là điên khùng, rất là tại vì á, Christmas bên Mỹ là phải có tuyết mà năm nay không có tuyết. Đó cũng là một cái điều thú vị, mà ở ngoài á, thì cũng lạnh nhưng mà lạnh cũng vừa phải thôi chứ không có lạnh quá, cũng có nắng rất là đẹp. Nói chung năm nay thời tiết cho năm nay rất là đẹp. Cái
cameraman cầm hơi bị giật nha các bạn. Quay tới quay luôn. Bây giờ mình coi bên cái chỗ mà bán nệm á các bạn, thì giá bên Mỹ nó có cái size, nhiều size lắm, queen rồi full rồi king. Ở bên Mỹ người ta không có mua, khi mà mua mệt nệm đó thì người ta không có nói size bự hay nhỏ hay vừa, người ta chỉ nói là size king là giống như là vua các bạn, là nó bự giống như bự như một ông vua vậy á. Rồi queen là hoàng hậu thì nó nhỏ hơn. Rồi còn những cái size XL, queen mà XL là rất là bự. Bên Mỹ này cái nệm rất là dày, thì tại vì ở trong nó có độn lò xo ở trong đó các bạn. Nhưng mà mình để ý là mình mua mua khoảng 2 năm trước á, lúc đầu á, nằm rất là êm, nhưng mà lúc sau á, nó hơi bị lún, không có bằng nệm hồi hồi xưa ở Việt Nam mình hay nào nệm kim đan các bạn, nằm hoài nằm cũng phải chục năm á mà nó vẫn y nguyên à. Bây giờ nếu mà có dịp á thì mình đợi cho cái nệm mình nó hư đi rồi bắt đầu chắc mình order nệm kim đan từ Việt Nam qua nằm. Vợ mình thì đang chấm cái này là cái máy máy giống như trang nướng thịt á, chấm trang bằng cái vỉ, là cái vỉ mình bỏ bơ lên rồi cho, rồi mình bỏ thịt lên mình nướng qua nướng lại đó. Thì giá cũng rẻ các bạn, có 20 đô thôi nhưng mà rất là tiện. Thì vợ đó, và bây giờ vợ mình mua đầu mới mua cái máy này rồi đó, bây giờ mình sắp ra. Tại vì bên Mỹ này người ta không có làm cầu kỳ các bạn, quan trọng là tiện, nhanh gọn tiện. Này khăn mà ta xếp rất là đẹp nha các bạn, khăn thì giá nó tầm khoảng 7 đô thôi. Trong đây đi rất là bự các bạn, đi mà mỏi chân luôn á. Này là khu bán đồ lót cho phụ nữ rất là nhiều, 2 3 khu luôn. Bây giờ mình qua bên phần khu qua đồ trang sức đó các bạn, nhẫn dây chuyền này nọ, bạn thấy không, bên Mỹ này người ta nhẫn dây chuyền người ta để ở ngoài vậy, người ta không có sợ mà bị mất cắp hay là ăn cắp ăn trộm gì hết các bạn, chỉ những cái mà giá trị như là kim cương đồ á thì người ta mới bỏ trong tủ như thế này thôi. Đồng hồ kim cương, đồng hồ thì mình đảo qua một vòng rồi thì mình thấy đồ giá cũng ok,
đồ thì mẫu mã rất là đa dạng, đẹp, cũng rất là nhiều người mua để ngày mai á tặng cho gia đình, người thân. Thì bây giờ chắc mình cũng phải ra mình tính tiền thôi. Ra tính tiền rồi mình tối mình còn phải đi lễ nữa. Clip này là mình chỉ muốn là quay lại cái cảnh mà dịp cuối năm á, để mua đi mua quà về để đóng hộp quà tặng cho gia đình thôi. Thì nếu các bạn thấy thích thì nhấn like và đăng ký kênh cho mình. Thì cũng chúc các bạn một ngày thành công và được nhiều sức khỏe, và cảm ơn các bạn nhé. À mà quên, mà trên đường mà đi ra tốn tiền á thì ở tất cả các chỗ mà mua sắm luôn đều giống trang người ta đề, trong lúc mà mình chờ ta sẽ để những cái món hàng nhỏ 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 để cho khi mà mình chờ mà mình thấy thấy đẹp á, mình có thể mình cầm mình mua luôn. Cái đó cũng là một cái chiêu trong kinh doanh ở Mỹ á các bạn. Hai hai bên mà cái len đó, cái chỗ mà mình xếp hàng người ta để rất là nhiều đồ lặt vặt lặt vặt lặt vặt, nhiều khi mình không muốn mua nhưng mà mình chờ lâu quá, mình nhìn qua nhìn lại rồi mình thấy cái mình cũng thích mua, mình bỏ vô mình ra tốn tiền luôn. Thôi thì mình kết thúc video tại đây nha các bạn, cảm ơn các bạn.